Hello các bạn, và bây giờ là mình tới chỗ tập yoga rồi ha. Cái view rất là đẹp các bạn, buổi sáng nè, nhìn rất đã ha. Đó, bình dương đó các bạn. Đã chưa? Đó, buổi sáng trên đây là trên cái tầng cao, cho nên mình có thể bao quát hết cái chỗ ở xung quanh nè. Đó, thì các bạn đa số là các bạn thấy những tòa nhà cao tầng ha, rồi những nhà lầu, rồi cái đường phố rất là đẹp. Đó, nhìn rất đã ha. Khi mà nhìn về cảm giác rất là thích các bạn, ý là cái tinh thần nó sảng khoái á. Đó, nhìn phóng ra cái tầm nhìn ở phía xa rồi thấy mọi người đang đang chạy xe ở dưới đường á. Đó, một buổi sáng nhìn rất là, nói chung là cũng nhìn rất là yên tĩnh á, nhưng mà một cái gì đó nhìn nó rất là thoải mái, rất là sảng khoái ha. Là buổi sáng mà, với lại bữa nay là chủ nhật thứ bảy nữa, cho nên nhìn mọi thứ chung là cũng khá là yên tĩnh ha. Đó, rất là đẹp các bạn. Đó, xung quanh nhìn rất là đẹp. Và ở đây là cái chỗ mình tập yoga đây các bạn. Đó, nhìn rất là thích ha. Đây, bữa nay thì người ta thứ bảy người ta tập cũng rất là nhiều ha. Tại ngày nghỉ mà, tại đây là cuối tuần cái ngày nghỉ, cho nên mọi người người ta tới để mà người ta như là thư giãn lại, restart lại cái cơ thể á, thì nó rất là tuyệt vời ha. Hoặc là những cái người khác thì người ta sẽ thích cùng nhau rủ bạn bè gia đình đó đi ăn sáng. Đi ăn sáng sau đó thì người ta có thể đi uống cà phê nè. Đó, những cái quán cà phê ở phía kia đó, những cái quán cà phê Highland rồi đó. Hoặc là người ta có thể đi dạo buổi sáng. Rất là thích ha. Đi cà phê ăn sáng rồi trò chuyện, rồi có thể uống cà phê ở ở những cái quán cà phê mà nó không có mái che á. Nó rất là thích. Còn mình thì sẽ thích chọn đi tập yoga hết các bạn, thì cơ thể nó sẽ được dễ dàng, tinh thần nó được sảng khoái hơn ha. Sau đó thì mình có thể làm bất cứ cái gì mà mình thích nữa. Rất là đẹp. Thì theo mình thấy á, thường là buổi sáng với lại buổi chiều chiều á, đó là một cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời ở trong ngày các bạn. Buổi sáng thì đó là thời gian mà chúng ta bắt đầu một ngày mới, rồi cơ thể bắt đầu chuẩn bị để mà hoạt động đó. Rồi buổi chiều đó là cái thời gian mà chuẩn bị nghỉ ngơi sau những cái ngày làm việc mệt mỏi cũng như là học tập gì đó ha. Đó, đối với các bạn đó thì rất là đó, thì buổi chiều đó là thời gian chúng ta nghỉ ngơi đó, nghỉ ngơi, cho nên rồi buổi chiều thì cái không khí nó sẽ mát lại đó, làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu, và đó là cái thời gian mà chúng ta sẽ trở về nhà với gia đình, rồi cùng ăn tối, nó trò chuyện. Rồi ok, và bây giờ mình bắt đầu cái buổi tập rồi nha.